Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thế hôm nay thì mình có dịp đi qua Ninh Bình. Ninh Bình là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có trụ sở Ủy ban Nhân dân là 33 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, được phân chia hành chính thành 11 phường và 3 xã, thành lập năm 2007, loại đô thị loại 2, năm công nhận năm 2014, với diện tích 48,36 km², dân số mùng 1 tháng 4 năm 2019 tổng cộng 128.480 người. Thành thị 106.618 người chiếm 83%, nông thôn 21.862 người chiếm 17%, với mật độ 2.657 người trên km vuông. Thành phố có mã hành chính là 369, mã bưu chính 08101. Về địa lý, vị trí địa lý, thành phố Ninh Bình nằm ở phía đông bắc của tỉnh Ninh Bình, có vị trí địa lý như sau: phía đông giáp huyện Yên Khánh và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, các phía còn lại giáp huyện Hoa Lư. Thành phố Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam, tại đầu mối giao thông của 3 tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh và Ninh Bình – Hải Phòng – Hạ Long. Thành phố này cũng nằm ở vị trí giao điểm của quốc lộ 1 với hai quốc lộ 10 và quốc lộ 38B đi qua các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ. Khoảng cách từ trung tâm thành phố tới 7 huyện lỵ khác của tỉnh Ninh Bình đều dưới 30 km. Trên địa bàn thành phố có hai tôn giáo chính: Phật giáo và Thiên Chúa giáo. 10% dân số theo đạo Công giáo. Thành phố Ninh Bình có địa hình bằng phẳng, thuộc vùng đồng bằng của tỉnh Ninh Bình. Thành phố Ninh Bình có độ cao trung bình 0,9 đến 1,2 mét so với mực nước biển và dốc đều từ bắc xuống nam. Dạng địa hình này phù hợp với phát triển nông nghiệp như trồng lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, đồng thời phù hợp với sản xuất phi nông nghiệp và thương mại dịch vụ như chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp dệt may, thương nghiệp dịch vụ, phát triển cảng sông. Về khí hậu thành phố Ninh Bình mang những đặc điểm của khí hậu đồng bằng sông Hồng, được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa đông lạnh ít mưa, mùa hè nắng nóng mưa nhiều. Ngoài ra, thành phố Ninh Bình còn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, đông nam và khí hậu ven biển. Về hành chính, thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường: Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Phúc Thành, Tân Thành, Thanh Bình, Vân Giang và 3 xã: Ninh Nhất, Ninh Phúc, Ninh Tiến. Về giao thông, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam, miền Bắc, thành phố Ninh Bình đồng thời là một đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường thủy, đường bộ và đường sắt phát triển. Hệ thống giao thông đường bộ của thành phố Ninh Bình là đầu mối của các tuyến đường cao tốc Việt Nam, đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và đường cao tốc Ninh Bình Thanh Hóa, dự án đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng Quảng Ninh. Quốc lộ 1 đi qua thành phố Ninh Bình chạy xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, đảm nhận vai trò chính về giao thông. Chiều dài đoạn tuyến qua thành phố Ninh Bình có 9,4 km, chiều rộng nền đường từ 15 đến 30 m, rộng mặt đường từ 12 đến 15 m, mặt đường đã trải nhựa, chất lượng tốt. Quốc lộ 10 đi qua thành phố Ninh Bình nối từ tỉnh Nam Định đi huyện Kim Sơn với chiều dài tuyến 5,55 km, chiều rộng nền đường từ 9 đến 12 m, rộng mặt đường từ 7 đến 9 m, mặt đường được trải nhựa, chất lượng tốt. Quốc lộ 38B đường Lương Văn Thăng, đoạn từ ngã tư giao với đường Đinh Tân Hoàng đến ngã tư giao với đường Trần Hưng Đạo, đường tỉnh DT478B từ quốc lộ 1 tại ngã tư Ba Vuông vào Tam Cốc Bích Động, qua địa bàn phường Ninh Phong, dài 0,5 km, rộng 40 m, mặt trải nhựa, chất lượng tốt. Tuyến giao thông nội thị, trong những năm qua, thành phố đang hoàn thiện dần hệ thống giao thông nội thị. Hiện đường chính đô thị có tổng chiều dài khoảng 120 km, đường khu vực đô thị có tổng chiều dài 70 km, có chất lượng tốt. Ngoài ra, có tuyến đường quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc, đường quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình. Thành phố còn là điểm tụ của 3 quốc lộ sau: quốc lộ 1 xuyên Việt qua địa bàn Ninh Bình dài 40 km, quốc lộ 10 từ Quảng Ninh qua các tỉnh thành Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tới Thanh Hóa, quốc lộ 38B từ thành phố Hải Dương đến huyện Nho Quan. Có hai tuyến quốc lộ nữa trên địa bàn thành phố là đường nối cảng Ninh Phúc, đường Trần Nhân Tông và đường quốc lộ 1 mới, đường Nguyễn Minh Không. Ga Ninh Bình và bến xe khách Ninh Bình đều nằm ở phường Thanh Bình thuộc trung tâm thành phố.